Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự sáng thứ ba, ngày 10 tháng 10, ngày thứ 594 cuộc chiến Ukraine. Và cũng là ngày thứ tư của cuộc chiến Palestine, Israel ở Trung Đông. Chúc tất cả quý vị khán giả có một ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ nhân ngày giải phóng thủ đô Hà Nội. Một ngày không khí mùa thu có thể nói là không có thể tuyệt vời hơn Trong chương trình của chúng tôi hôm nay thì vì lý do chúng tôi đến hơi muộn Cho nên chúng tôi sẽ tổng hợp nhanh các diễn biến và một số những phân tích Đáng lưu ý trên mặt trận của Ukraine Rồi chúng ta cũng sẽ đi qua những điểm nhấn ở khu vực Trung Đông và Nếu thời gian cho phép thì chúng tôi sẽ tách hai video đấy ra làm hai Theo đề xuất của mặt vài quý vị Chỉ muốn tập trung vào cuộc chiến này hoặc cuộc chiến kia Còn nếu không tiện thì quý vị vui lòng xem chung mà khi mà Ukraine chúng tôi đưa lên đầu và ở khu vực phía nửa sau thì là cuộc chiến ở Trung Đông. Dù thế nào thì chăng nữa, cũng chúc quý vị vui vẻ và nhiều năng lượng khi xem video của chúng tôi, cho thật nhiều like, share, comment vân vân và vân vân. Chúng ta sẽ đến với lại những thông tin tấn công chiến thuật. Hôm qua thì chỉ có một đợt tấn công ác liệt của nga vào doanh trại, trụ sở của cái lữ đoàn thủy quân lục chiến gọi là chứ danh của Ukraine ở khu vực cảng Odessa. Rất nhiều những vụ tấn công bằng tên lửa, bằng UAV, rồi sau đó khá nhiều những cái vụ mà quý vị nhìn xem. Đây là cái tên lửa phòng không đấy, nó bay cái hình nó rất là buồn cười. Hình này là hình kiểu con quăng quăng đúng không ạ? Đấy, đánh võng lượn xuống đất nước xong rồi bay lên. Nhưng mà rồi nó cũng tắt ở đâu đấy, thêm hình ảnh uh, khu vực đó là khu vực Dachnoi, tức là khu vực phía bắc của uh, cảng Odessa, cảng chính Odessa, thành phố Odessa. Doanh trại quân đội của cái lữ đoàn 35 này thì uh, thành lập năm 1919 và nó hoạt động rất nhiều trên các cái um, địa bàn khá quan trọng từ Nexstue, uh, Bangolrei, Uzozai, Staromayje, vân vân và bây giờ nó đang có mặt ở khu vực Kherson. Như vậy là một cái lữ đoàn uh, lừng danh, đúng không ạ? Uh, hay mình nói ra là họ rất là dày dạn kinh nghiệm trong các mặt trận uh, với lại chiến đấu với lại quân Nga. Hiện tại thì chúng ta chưa biết về cái tổn thất thực sự uh, của đợt tấn công bằng tên lửa v này vào cái doanh trại quân đội uh, của cái trụ sở lữ đoàn đó. Nhưng mà chúng ta biết là nó nằm ở cái khu vực phía đây, dachne đây. Trụ sở ở đây, họ luyện tập ở các khu vực này, đúng không ạ? Và họ tác chiến ở đây tác chiến ở các khu vực bây giờ hiện tại đang ở Khezron, còn trước đó thì họ ở hướng Uleda và ở cái hướng Madinka ở hướng này đảo đi đảo lại rất nhiều lần. Phần nga đánh vào cái trụ sở của một cái lữ đoàn thủy quân lục chiến mà xương sống, nòng cốt cho thấy rằng họ cũng có những cái sự chuẩn bị cho cái việc là tiếp đón những cái đợt tấn công của Nga có thể xuất phát từ bên hướng bờ sông Khezron cũng như ở hướng Nikopol để sang phía nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở phía chiến trường đông bắc thì nga cũng tranh thủ tấn công tên lửa và phá hủy một cái khu cứ điểm đóng quân lớn của ukraine ở tỉnh sumy và như vậy đó là những diễn biến chúng ta thấy đáng kể ở trên cái mặt trận tấn công chiến thuật còn lại thì chúng ta không thấy những cái gì đáng kể ngoài một vài những cái uav lẻ tẻ không để lại một cái tác động gì đáng kể chúng ta sẽ bỏ qua và đúng là lạ thật quý vị ạ, cả phía Nga thì cũng trầm lắng và phía Ukraine thì siêu trầm lắng, đúng không ạ? Mà dạng trầm cảm luôn chứ không phải trầm lắng nữa. Thế thì ở đây, trước khi vào trận đấu chúng ta cũng uh, suy nghĩ về điều này chăng? Có nghĩa rằng nếu như đến thời điểm này là ngày thứ tư rồi, đúng không ạ? Là phía Ukraine đã nhận được tín hiệu khá rõ rằng là phương Tây sẽ ưu tiên để viện trợ cho Israel thay vì phía Ukraine. Và như vậy thì Ukraine sẽ không có đủ nguồn lực để có thể mở các cuộc tấn công, mà thay vào đó họ sẽ phải thúc thủ để mà phòng thủ, đúng không ạ? À, và tất nhiên là họ có nhiều lý do nữa. Một trong lý do quan trọng cực kỳ với Ukraine là họ phải chứng tỏ trên mặt trận truyền thông với lại phương Tây. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng phương Tây không quan tâm tới họ nhiều bằng Israel tại thời điểm này nữa thì như vậy là họ không có lý do gì đó, họ phải chứng tỏ đúng không, quý vị cho nên là những ngày vừa qua chúng ta không thấy một cái sự uh, gọi là lên dây cót về tinh thần cũng như hoạt động dập dờn ở chiến tuyến một cách uh, tích cực và nhộn nhạo trên cái không gian truyền thông nữa đấy nếu quý vị uh, quan sát cái điều đó quý vị sẽ thấy rất rõ và như thế thì chúng ta thấy một điểm là nó rất hợp với lại những lý thuyết của đa số mọi người rằng là cái cuộc các cuộc tấn công ở ca nó mang đậm màu sắc chính trị hơn là nó nó mang cái tính chất ở chiến trường đúng không quý vị. Và với cái tinh thần như thế thì chúng ta cũng không nhìn thấy cái gì nó lớn hơn ở trên một cái mặt trận mà họ đang có ý đồ để tấn công sang sông. Thời điểm này thì chúng ta cũng không biết họ có tấn công thật không, tất cả những dấu hiệu cho thấy là họ có vẻ tấn công. Nhưng mà chỉ có kẻ ngốc mới tin rằng là cái đợt tấn công này có thể tạo lên một cái danh tiếng nào đó đúng không ạ kể cả về vấn đề truyền thông thì nó cũng cái thất bại của nó sẽ còn ghê gớm hơn rất nhiều so với lại những cái chiến thắng về truyền thông cho nên rõ ràng là bây giờ thì những hoạt động thời gian vừa qua cho thấy là ukraine dường như có ý rằng là họ muốn tổ chức một cái đợt tấn công này thôi chứ còn thực ra họ có đánh hay không thì chúng ta không biết hoặc là họ cũng đánh ở một cái mức độ nào đó đúng không ạ đấy để mà quay phim chụp ảnh như họ đã từng làm mà thôi chứ còn cái chiến dịch này trước cái bối cảnh như này và kể cả không có bối cảnh Palestine, Israel thì chúng ta cũng thấy là nó không có cửa gì cả. Mà thôi, kệ họ thôi. Đến thời điểm này chúng ta cũng không có quan tâm tới vấn đề đấy nhiều bởi vì dù sao mọi cái ánh nhìn nó cũng đang hướng về phía Israel rồi cho nên là cũng không có cái gì đáng nói về vấn đề truyền thông. Trừ khi chúng ta nhìn thấy cái cửa thoát ra của cái cuộc xung đột Israel. Nếu không thì chúng ta sẽ thấy không khí của chiến cuộc Ukraine nó sẽ trầm lắng. Một vài những hình ảnh phía nga vẫn tích cực dùng bom FAB để tấn công vào khu vực uh, Basilab. đây, đập Kakovka, một trong thị trấn nhìn từ trên xa chúng ta cũng thể nhìn thấy đúng không ạ? Tập trung dẫn rất nhiều những nguồn lực và uh, và và những cái uh, nguồn năng lượng, những cái trang thiết bị vũ khí kể cả uh, quân Ukraine, có nghĩa rằng là nguồn lực chiến tranh. còn đến ngày hôm qua thì chúng ta có những cái vụ đổ bộ của ukraine tiếp tục lấn sân sang các khu vực này nó chỉ có một cái dấu hiệu cho thấy là họ đã mở rộng những cái đó thôi chứ còn nó cũng không có một cái sự chuyên sâu đúng không ạ mở rộng khắp nơi đấy, và như vậy thì uh, uh, nó thiên về cái lạ đấy sốc độc lạ hơn là cái đáng quan tâm nói đúng là như vậy bởi vì từ trước nay họ chưa làm đúng không ạ còn bây giờ họ họ từ trước nay họ làm nhưng họ chưa làm trên một cái quy mô phạm vi nó rộng nhưng mà chiều sâu thì nó vẫn không có cái gì để thay đổi so với ngày xưa thậm chí nó còn mỏng hơn so với ngày xưa ở cái khu vực cầu Antonov như vậy là một ngày trầm lắng ở đó ở đây Nikopol và bây giờ chúng ta đến với Zaporizhia Zaporizhia thì đúng ra là chúng ta thấy nó không có cái gì cả nhưng mà cách đây À, khoảng độ ít tiếng đồng hồ, chúng ta thấy người phụ trách cái vấn đề truyền tin của Nga ở khu vực Zaporizhia này, họ thông báo về việc xuất hiện một đoàn xe 40 đơn vị đang tiến từ hướng Oripko xuống Zaporizhia. Và ông ấy đã báo cáo rằng đã có những cái xe đầu tiên bị phía Nga tấn công và phá hủy. Đấy, như vậy là cả 12 giờ đồng hồ qua không có bất kỳ một sự di chuyển nào của hai bên về phía chiến trường, đúng không ạ? Chỉ có mỗi cái vụ mà Ukraine tấn công ở đây và gần như là họ chỉ chiếm được vùng xám rồi sau đó hình như họ phải rút ra Rồi các vụ ở bên dưới Ukraine chiếm Nga, Nga chiếm lại cũng cơ bản cũng không thay đổi gì Bên này cũng không thay đổi gì, nói chung là không thay đổi gì trong suốt thời gian vừa qua Ukraine thì vẫn tấn công UAV một số lượng tỷ lệ khoảng 1 phần 10, 1 phần 5 so với lại Nga tấn công UAV FAP uh, FPV tức là cảm tử của họ vào đội hình Ukraine và không có sự di chuyển đáng kể trên mặt trận. Còn bây giờ cái nguồn tin liên quan tới việc là đoàn xe 40 chiếc xuất hiện ở Oripki là một thông tin nó rất trái chiều. Nhưng mà đến giờ thì có người điểm mặt chỉ tia tên tức là Rozogin, người phụ trách ở tuyến này. Thì có khả năng những thông tin nó đến thời điểm này là có, đúng không ạ? Nó có đoàn xe đấy và có thể đã bị Nga phát hiện ra để tấn công từ xa. Có những thông tin thì cho biết rằng đoàn xe đấy nó đang trên đường hành quân tới Rabutine và sau đó thì một cú đánh bất ngờ nào đó của Nga đã tiêu diệt tới hàng 3 400 quân Ukraine vân vân ở trên cái tuyến đó nhưng mà tôi thấy nó sặc mùi truyền thông từ phía kiểu như là những người nhiệt tình thân Nga một cách quá khích giống kiểu Ukraine cho nên chúng ta cần xác nhận như khả năng là cái đoàn xe đấy có mặt ở Orico là rất cao và tất nhiên hàng ngày thì Nga vẫn bỏ bom và tấn công bằng pháo vào đây cho nên là cái việc mà nó bị tấn công cũng không có cái gì là lạ đúng không ạ còn phía Nga thì đúng thật là họ À, bỏ bom rất ác liệt vào cái thị trấn malatomatra ở đây bởi vì hiện nay ukraine cũng tập trung quân để họ hướng vào cái việc như chúng ta đã phân tích trong những ngày vừa qua đó là hướng uh, vào một cái cuộc chiến nó mang tính chất kiểu như là họ nói là bền vững hơn có nghĩa là tấn công từ hướng golepole xuống phía dưới và từ khu vực Tomatcha sang khu vực uh, novopropavka uh, tới tâm điểm của nó là tới cái thánh địa polohi thay vì là đi tới Tomac còn rất xa và rất sâu đúng không ạ Đấy, cái này chúng ta đã phân tích những ngày vừa qua còn phía nga hôm qua thì họ cũng nắm được cái kế hoạch của ukraine cho họ đã tấn công lên đây và họ chiếm được khoảng một hai km ở điểm này là một trong những điểm mà nó có thể gọi là uy hiếp vào cái quận quan trọng này của ukraine cũng như đánh sang hướng bên phía pritune vân vân có nghĩa là một cái điểm tấn công chiến thuật rất quan trọng đúng không ạ để cho cái mạng sườn của Ukraine cũng như là cái chiến trận quan trọng chiến địa quan trọng của bên phải có thể bị uy hiếp cho nên là bắt Ukraine phải à, cân nhắc lại toàn tính lại những kế hoạch tấn công đối với lại cái mặt trận Pohigi mà khả năng nga không có cái sự phòng thủ đậm đặc như là khu vực Abutine như vậy hướng này thì chúng tôi chờ xem kết quả của cái đoàn xe 40 chiếc Oriki và rất nhiều quân ở đây, cộng với việc những diễn biến tiếp theo của Kena có gì ở Ulepole hay không. Tuyến số 1, tuyến số 2 đúng không ạ? Đến thời điểm này bây giờ các tuyến nó cổ lỗ sĩ hết rồi. Tuyến 1 2 3 4 đúng theo con đường học hành nhà binh, nhưng mà chả thấy hoạt động theo cái hướng đấy gì cả, làm cho chúng tôi gọi là mất công à, bình luận phong cách gọi là đúng kiểu trường quân sự West Boy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chiến trường đáng nói nhất cái chiến trường này nó nó thảm hại như này quý vị ạ. Ngày hôm qua Ukraine thiệt hại có đúng 15 người thôi. Có nghĩa là 15 người là kiểu như là như kiểu mình không biết là thiệt mạng mà cái gì nữa, đúng không ạ? Khả năng là nó đau bụng nó biết hay như nào đấy hoặc là không thiếu thuốc men vân vân chứ còn đánh nhau gì mà 11 người chết ở một cái chiến trường nó ác liệt như vậy. Nhưng ở bên đây thì thiệt hại vẫn cao 250 70 người gì đó, tức là cao nhất trên toàn tuyến ở khu vực này như vậy là và cũng không có gì là, gì là ngạc nhiên đúng không ạ chúng ta thấy là giao tranh đã diễn ra tuy không trên quy mô lớn nhưng mà nó từ cái khu vực Priutine nơi mà Ukraine đã tổ chức phản công rất nhiều trong những ngày vừa qua nhằm chiếm lại những cái cao điểm và những cái khu vực mà nga đã chiếm được ở bên kia của dòng sâu nhưng mà đến thời điểm này họ vẫn thất bại Staromajor họ phản công cũng thất bại còn phía nga thì đặc thù ở bên phía cánh phải là họ tấn công bằng vào uzozeer bằng bom đạn rất nhiều nhưng mà họ không có đột kích thẳng vào thành phố mà họ chỉ tiến quân từ hướng này thẳng lên trên đây và uzozeer thẳng lên trên khu vực này dọn dẹp cái cánh ở bên này để nhằm phục vụ với cái việc là sau khi các đợt tấn công của ukraine thất bại họ sẽ mở thêm cái điện bên này để bao vây lấy lại những cái gì đã mất ở cái khu vực bên uh, toàn bộ cái cánh uh, vremike ở cái tỉnh nam donetsk trong ngày thì chúng ta vẫn thấy rất nhiều những cái hoạt động của hai bên ở đây để quý vị có thể nhìn xem pháo kích của nga tấn công vào các trận địa của quân ukraine đóng quân trong các cánh rừng giáp dạ sát với biên giới uzore staromajor với lại cái thị trấn nevetke của phía nga phía dưới tiếp tục những cái đợt tấn công của nga vào các trận địa của ukraine ở hướng marinka vâng chúng ta sẽ đi qua một loạt cái này rồi chúng ta sẽ đến với diễn biến chính quan trọng nhất ở theo hướng này bom uh, FAB lần này là bom 250 tấn công ở Uzujayr 250 thì đúng là chỉ gãy gẻ trên chiến trường thôi nhưng nó có tác dụng là nó phẫu thuật vào sở chỉ huy vân vân đây là đợt tấn công bom FAB ở hướng uh, Nicolskoye ở khu vực này thẳng lên Vulya vâng biểu đồ giao tranh vâng nhìn như là chúng tôi vừa bị bị lỗi cái gì rồi biểu đồ giao tranh ở hướng uzojere đây chúng ta thấy là giao tranh ở putine này ở bên staromajor này và bên uzojere này cơ bản thì nó ở cái hướng đấy nó rằng co như vậy đúng không ạ và cứ cò kè chúng ta thấy cái tổn thất của phía ukraine là một cái điển hình ở cái hướng này bởi vì bom đạn của nga nã xuống rất ác liệt thế còn hôm qua nó diễn ra cái chuyện gì ở đây thì uh, đến thời điểm này chúng ta thực sự không biết chắc chuyện gì xảy ra rõ ràng chỉ ra chúng ta chỉ biết là tổn thất Ukraine lớn ở đây và hoạt động của Nga rất tích cực ở cái góc này. Bây giờ tại sao thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều rồi, đúng không ạ? Đây là một trong những góc nó rất là quan trọng mà nó rất chí mạng với Ukraine. Đấy, nhìn thế này thôi, nhưng mà nếu như mà Ukraine để phía Nga đang mở rộng cái gọng kìm ở trên đây để chắn cái đường Krasnohorika tiếp vận cho phía dưới, rồi từ Marinka họ chọc thẳng sang hướng bên này, đúng không ạ? Mặc dù là có phòng ngự ở đây, nhưng mà họ có thể áp chế được hoàn toàn trận địa Ukraine ở đây. Còn ở phía dưới thì rất rộng và sông xanh để Nga tiến quân từ khu vực này lên phía bắc của Uleda. Đồng thời, cái quan trọng nhất là Nga sẽ mở cái chiến dịch Novo ở cái khu vực này. Và chiến dịch này mà nó thành công, nó tiến ra được tới Antoninovka, đúng không ạ? Và thuận đường tiến thẳng ra khu vực này. Thì toàn bộ cái mặt trận của Ukraine đang 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 đang, đang đuổi, đúng không ạ? Ở cái hướng này cái từ đuội là từ nhà quê mà tôi đoán nó có thể là một cái từ từ cái đuối ấy, xong về cộng với nguội nữa đúng không ạ? Đuối là nó chỉ có yếu đi thôi nhưng mà nó vẫn có thể còn nóng. Đấy nhưng mà nó lại nguội nữa. Nó thì đuối cộng với nguội thành đuội, rất hay. Từ chỉ có Việt Nam mới có kiểu đấy thôi. Và như vậy là chúng ta đấy là thấy một lý do rằng nếu quay trở lại hai tháng chúng ta sẽ thấy là đỏ lừ cái màn hình ở đây, đúng không ạ? Đấy và chúng ta vẫn nhớ đến thời điểm này quân đội Nga cũng chưa thực sự mở một cái đợt tấn công nào đáng kể nhé. Nói đúng ra chưa có chiến dịch tấn công. Kể cả Sincopka là họ cứ dò dẫm để họ tấn lên thôi, chứ còn chưa có cái bộ binh là mà dàn hàng tấn công lên cả, đúng không ạ? Cho nên là đây có khả năng sẽ là một trong những cái chiến dịch đầu tiên của quân đội Nga. Còn ở Bakhmut thì chúng ta thấy đó là Wagner. Đấy, còn cái thời gian đầu thì chúng ta coi như là xóa sổ nhá. À, chúng ta xí xóa, chúng ta tính trong cái giai đoạn này đi. Bởi giai đoạn đầu thì nó cũng là một cái nó nó không có cách nào khác, đúng không ạ? Cho nên chúng ta không nói. Nhưng mà như thế thì ý tôi nói là gì? Ý tôi nói rằng là lần này quân Nga sẽ phải bỏ cái chiến hào công sự và bỏ qua cái lợi thế của họ, đúng không ạ? Là tấn công chiến thuật tiêu tiêu hào Ukraine. Và họ sẽ phải làm một cái việc giống như Ukraine ở Zaporizhia. Đấy, có nghĩa rằng là họ phải, sẽ phải tấn công và như vậy chắc chắn họ sẽ phải chấp nhận tổn thất. Từ trước đến nay Nga không chấp nhận tổn thất, còn nếu mà tổn thất thì là cái tổn thất mà họ không thể tránh khỏi, đúng không ạ? Còn cái phương pháp là phương pháp không chấp nhận tổn thất. Đấy, chúng ta nhớ một cái đợt mà cái vụ Vuleda mà quân Nga tiến công lên sau đó là thiệt hại mấy chục cái xe, đúng không ạ? Sau đó là cái ông ấy bị uh, cách chức luôn. Thì cho thấy là quan điểm của Nga thời điểm này là thời điểm tiêu hao mà tiêu hao quân địch thì phải mình phải không bị tiêu hao, còn nếu mà mình bị tiêu hao mà ở thế thượng phong mà tiêu hao thì có nghĩa rằng là mình còn thiệt hại nhiều hơn quân địch, cho nên là đấy là một trong những cái mà nga đã cố gắng để mà kiềm chế đúng không ạ, để kiên nhẫn với chiến trường này rất lâu rồi. Nhưng đến thời điểm này họ không thể làm như thế mãi được, đấy và chúng ta cũng chưa biết là đây đã phải thời điểm hay không. Nhưng rõ ràng ngày hôm qua phía nga đã tổ chức các đợt tấn công nếu như mà cái video của phía ukraine thôi còn phía nga giấu hết quý vị nhé không có thông tin nào ngoài các thông tin bỏ bom fab các thứ như chúng tôi vừa nói với quý vị đấy. đấy và những thông tin tấn công uh, bom đạn pháo vào những khu vực như này chứ không có các hành động tiến quân của nga nhưng mà ukraine thì có và Ukraine có đưa ra một vài những cái video mà chỉ có thấy cảnh xe cộ của phía Nga cháy thôi. Có nghĩa rằng là nó nó mang tính chất truyền thông chứ nó không phải video dài như của Nga là quay lại toàn bộ cái chuyện trận chiến như chúng ta đã xem rất nhiều. Thế thì cái câu chuyện rằng là ở đây nó có những cái vấn đề nhưng mà dù thế nào thì cuối cùng chúng ta cũng phải đối mặt với nó, đúng không ạ? Có nghĩa là nếu ở đây thì quý vị có thể thấy rằng là chiến trận này về cái 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 cái, cái, cái tiềm năng của nó thì đúng rồi, không có gì nói. Nhưng chỉ có điều là ở đây nó có bãi mìn rất lớn ở đây có bãi mìn rất lớn và ở đây nó có một cái công sự cũng rất khổng lồ của phía Ukraine, đúng không ạ? Hai cái ba cái tuyến này nó che chở cho cái thị trấn bé tẹo này. Và tất nhiên thị trấn này thì nó cũng rất là quan trọng và nó cũng rất là khó để mà tấn công vì nó nằm dọc bờ bờ, bờ sông. Đấy quý vị có nhìn thấy sông và hồ, và rừng rất khó trừ khi tấn công bằng hai mặt. Chứ nếu chính diện thì nó sẽ rất lâu và thiệt hại sẽ rất lớn. Cho nên là người Ukraine đã sử dụng hai cái vế ở hai bên để họ để rất nhiều bom đạn ở đến rất nhiều mìn và phía nga cũng đã đặt ra một cái mục tiêu nào đó để họ đánh chiếm khu vực này. Nhưng mà vì như chúng ta thấy là đợt mấy hôm gần đây thì hai cái uh, trang thiết bị uh, cái gì cái loại mà phá mìn từ xa đấy, đúng không ạ, đã bị phía ukraine sử dụng hima từ xa để bắn để tiêu diệt luôn cả hai chiếc đó. Cho nên là bây giờ nga không có cách nào để vào cái khu vực này đấy rõ ràng đấy là một cái việc mà chúng ta nhìn thấy rõ cuộc chiến này nó khổ nhất là bom là mìn đấy chứ không phải là cái gì khác đâu và chúng ta thấy là ukraine họ thiệt hại rất lớn đúng không ạ là cũng thời điểm đầu là do họ vấp rất nhiều mìn ở trên cái tuyến trên thế thì cái câu chuyện ở đây là phía nga bây giờ một cái thiết bị phá mìn từ xa đấy nó đắt đỏ hoặc là nó không có sẵn và bắt buộc họ đã phải mở các cuộc tấn công ngày hôm qua với thông tin từ ngày hôm qua thì chúng ta thấy là phía nga đã tổ chức tấn công một cái đợt lớn ở khu vực này này một khu vực dưới này lên này và một khu vực này men theo cái bờ rừng ở đây còn ở phía trên thì họ cũng tích cực tấn công vào để mà chiếm nốt cái khu vực mà ukraine còn một cái căn cứ ở trên cái hướng này hiện nay nga tiến đâu thì chúng ta chưa biết chúng ta chỉ biết là có những hình ảnh xe tăng của nga cháy ở khoảng như này đúng không ạ thì có khả năng họ vấp bãi mìn ở đây có khả năng là quân nga cũng đã bằng cách nào đó họ đột kích được vào cái rìa của cái tuyến phía tây đông nam của miko uh, mikalipka, mikalipka còn tuyến này thì có vẻ họ tiến xa thuận lợi hơn bởi vì họ chưa vấp phải một cái bãi mìn nhìn chung thì hướng này quân ukraine có thể nói rằng cái sức chiến đấu của họ không lớn nhưng mà ngược lại các cái khu vực nó cứ để lâu lâu và nó chống trả như này thì quý vị có thể tưởng tượng là không chỉ Ukraine và phía nga luôn sử dụng các bãi mìn để cản trở được các đợt tấn công, đúng không ạ, của phía đối thủ. Và một trong những khắc tinh lớn nhất của các loại xe tăng và xe bọc thép ở cái chiến trường Ukraine nó chính là mìn. Và muốn tiến công vào được để tránh tổn thất thì chỉ có dùng xe để làm lá chắn mà thôi. Và tất nhiên xe đi thì sẽ bị mìn, đúng không ạ? Và mìn thì hai bên đều ngang cơ nhau, chứ không bên nào hơn bên nào. Thậm chí Ukraine họ còn có vượn trợ mìn của phương Tây nữa, rất nhiều các kiểu mìn như vậy đây là một cái đợt tấn công mà chúng tôi chưa có tư liệu về nó nhưng mà nghe kể lại và một vài xem một vài video của phía ukraine thì chúng ta có thể hình dung rằng là phía nga đã tổ chức đợt tấn công nào đó ở đây một trên một quy mô khá khá lớn ít nhất ở phía nam còn phía bắc thì chúng tôi không biết là họ có tiến vào cái bãi mìn này hay không nhưng mà ở phía nam ở phía bắc thì họ sẽ đang giao tranh ở cái cụm ở khu vực này ít nhất là pháo kích và uav còn ở phía nam thì đã có xe tăng xuất kích và cũng đã có xe tăng Nga và xe thiết giáp bị thiệt hại. Chúng tôi thì chúng tôi nhìn thấy một hai đợt cháy, đúng không ạ? Nhưng còn không biết là thiệt hại là bao nhiêu. Và dĩ nhiên chúng ta còn cảm thấy có một sự vội vã của Nga ở hướng này bởi vì là họ không chờ được các thiết bị giả phá bom mìn của họ đến tiếp theo mà họ đã phải sử dụng xe tăng vào và thậm chí xe tăng còn không có cái cái máy gạt ở đầu ấy quý vị cái cái thiết bị phá mìn nó gắn vào xe tăng ấy như là các loại xe khác ấy. thì lần này là Nga cũng không có luôn. Đấy, lần nào thì người ta cũng phải đưa cái con xe đấy đi đầu. Nhưng mà lần này là chúng ta không thấy cái xe tăng đấy uh, gắn theo cái đó. Như vậy là có một cái sự vội vã để đạt đến uh, cái cái um, tiến độ nhất định. Có thể nó song song với cuộc chiến ở ở Palestine, Israel, đúng không ạ? Thì ở đây là ý một cái câu chuyện là gì? Là tấn công nó rất khó, đúng không ạ? tấn công nó phải nói thật là nó rất khó cho dù nó là một cái bên yếu hơn nhưng nếu họ có cái sự hỗ trợ của mìn hỗ trợ của những cái vũ khí như là pháo đúng không ạ đặc biệt là pháo hima đấy nếu không ukraine sử dụng hima để mới tấn công được cái này bởi vì tầm bắn nó xa và nó chính xác còn nếu mà ukraine không có hima thì những cái con bom giả phá bom mìn của nga nó sẽ nghênh ngang vào đây để nó nó giả xóa từ xa hết đấy và không nga không làm gì được còn bây giờ Nga cũng chưa tìm cách nào để mà tiêu diệt được các con Hima. Đấy là một cái điểm mà nó rất đặc thù. Bởi sao thì chúng ta cũng biết rồi. Nhưng mà có một cái lý do là cái trận địa nó rộng lớn quá. Đúng không ạ? Nó cứ bắn ở đây xong cái nó di chuyển thì không tài nào có thể phát hiện được. Có nghĩa rằng lúc bấy giờ Nga sẽ phải có một loạt các cái UAV răng kín bầu trời rộng lớn của Ukraine thì họ mới có thể phát hiện được những cái sự di chuyển của các cây xe Hima vốn nó rất xa. Nó bắn được tới 7-80 km đúng không ạ thì có nghĩa rằng là nó tít ở cái tầm đằng sau này và thậm chí là sau cả cái con chuột của chúng tôi ở đây nữa rồi cho nên rất khó đối với phía nga và tất nhiên là đi kèm với nó sẽ là một loạt các cái vệ tinh để bảo vệ phòng không đúng không ạ chắc chắn là nó sẽ bắn được các con uav ở mức độ nào đó như vậy là ở đây chúng ta thấy có một cái diễn biến khá là xôm và mới Đấy, và dẫn tới thiệt hại rất đáng kể có thể nói rất cao uh, từ phía ukraine ở khu vực này còn thiệt hại của phía nga thì chúng tôi cũng không biết là bao nhiêu cơ bản là chủ yếu là xe cộ bởi vì là liên quan đến bãi mìn đúng không ạ? Nhưng mà với cái cách đánh của Nga thì tôi thấy là trong thời gian gần đây là nếu như mà xe những xe đi đầu của họ mà bắn cháy ấy, thì họ sẽ rút. Đấy, họ sẽ tìm một cái cách khác. Cho nên là khả năng thì uh, họ cũng chưa gây được một cái sức ép đáng kể nào đối với lại uh, Novomikhalipka. Uh, nếu mà với cái cái việc như vậy thì rất có khả năng Nga sẽ sử dụng một cái phương pháp khác, đó là họ sẽ bằng mọi giá họ chiếm Propippka ở trên này tức là một cái thị trấn nhỏ đúng không ạ và nó cứ nằm dây dưa từ trước đến nay bởi vì chiến trường ở đây thì nga cũng đã dọn được phần lớn rồi cái việc chiếm cái này không phải là việc khó thứ hai nữa là họ có thể men theo tấn công theo cái uh, cánh rừng này đúng không ạ để lên khu vực này để tập kích vào khu vực cái thị trấn đằng sau đồng thời tập kích đồng loạt với các cái khu vực khác để mà gây cái sức ép và cái sự hoảng loạn nhất định cho phía ukraine thì họ sẽ tránh được cái cái, cái, cái việc phải vượt qua bãi mìn. Tuy nhiên thì với tấn kiểu tấn công như này thì phía Nga phải tiếp tục làm mềm cái trận địa đến mức độ là các cái sức kháng cự, các cái ổ đề kháng ở trong các cái thành liên liên thủ với nhau này nó yếu hẳn đi đúng không ạ? Thì họ mới có thể tiến vào được. Vâng, dù sao thì chúng ta cũng chứng kiến rằng là cái chiến dịch của Nga, một trong những mũi tấn công quan trọng của họ ở đây cũng đã bắt đầu. Đấy, một trong những cái mũi chí mạng đối với Nga chúng ta nhớ nhá cũng chí mạng đối với họ nhưng mà ngược lại thì nó cũng chí mạng đối với phía ukraine đúng không ạ nếu ukraine không giữ được cái khoảng này thì kể từ đây mà bị nga tiến lên để chiếm thì tất cả các nơi khác của ukraine sẽ phải lui về phòng thủ hết không không có nơi nào có thể đủ sức để tung vào để tấn công nữa nếu mà họ không sử dụng cái biện pháp gọi là phòng thủ một cách chủ động đúng không ạ thì chắc chắn sẽ phải lui về hết có nghĩa rằng là các mặt trận tấn công sẽ sụp đổ thay vào đó sẽ là phải quay về để phòng thủ. Nhất là cái bối cảnh bây giờ thì họ không còn cái dồi dào nguồn lực như là cách đây khoảng một tháng nữa. Vì những lý do chính trị ở Mỹ, những lý do về chính sự, thế sự ở Israel. Vâng, chúng ta đến với những khu vực khác. Trong đêm hôm qua thì chúng tôi chưa ghi nhận thêm các cái diễn biến thay đổi gì trên mặt trận sau khi phía Nga đang có hoạt động ở Tonenske, snipov ở khu vực này và đợt tiến công của nga sang bên này cũng chưa có thông tin gì nếu như để xe đến chiều nay mà không có tin gì thì có nghĩa rằng là các đợt tấn công đấy nó cũng lại đuổi đúng không ạ nó lại đuổi lại tiếp về phía nga vẫn không có hướng gì lên tới khu vực nóng bỏng nhất này trong ngày hôm qua thì cũng không có cái đợt tấn công nào đáng kể ngoài một cái đợt tấn công mà chúng ta có thể xem qua đây là đợt tấn công của ukraine ở khu vực uh, phía tây nam của chính thành Bắc Mút chứ không còn ở khu vực uh, của Kikicha và Andipka nữa. Trong trận này thì uh, Ukraine đã đưa một loạt quân và xe vào, sau đó đã bị phía Nga pháo kích rồi sau đó họ rút đi và thiệt hại đâu đó một hai cái xe cộng với lại một cơ số khoảng độ một hai chục uh, quân nhân. Như vậy là sau đó họ rút về và cơ bản thì không còn những cái hoạt động nó mang tính chất nó chủ động uh, ác liệt ở trên chiến trận nữa Hai bên vẫn so kè uh, với nhau ở cái khu vực Andipka và Kikicha Nhưng mà cái tần suất, cái um, độ nóng, cái nhiệt huyết, cái đà nó đã mất rồi Ở đây không còn cái sự uh, ác liệt xôm tụ ở đây nữa Thế thì cái câu chuyện nó cũng quay lại cái chuyện mà chúng tôi cùng quý vị đã trao đổi Có nghĩa rằng là Ukraine đã có một cái điều chỉnh đúng không ạ Là họ không còn nhiều cái nguồn lực để phung phí nữa trước cái bối cảnh hiện nay. Cho nên họ đã phải cắt giảm những cái đấy ở những chiến trường. Vốn là trước đây phương Tây bảo họ là công cứ bắn, đúng không ạ? Công bắn thoải mái, chúng tôi sẽ bơm bom, bơm đạn cho các ông. Đấy, nhưng bây giờ hết bơm rồi. Ít nhất là tạm thời thôi nhé quý vị nhé. Chứ không ai ảo tưởng rằng là phương Tây sẽ không viện trợ cho Ukraine nữa. Nhưng ít nhất thời điểm này là cái nguồn tiếp vận đấy nó đã tạm dừng lại rồi và phía nga cũng chưa có một cái sự chủ động nào ngược trở lại so với lại phía ukraine với những cái sự thâm trầm của phía ukraine cũng chưa có đợt tấn công phản công nào ở cái khu vực ở phía bekipka Be rồi ở phía trên cũng rất im ắng rồi ở trên đây cũng rất im ắng rồi ở trên đây thì hôm qua có nhưng đến ngày hôm nay chúng ta không thấy có gì Tất nhiên là đây làm cũng là cái sớm buổi sáng của họ thôi, đúng không ạ? Chúng ta thường có thông tin cập nhật và buổi tối nhiều hơn. Sau khi hôm qua Nga đã tiến liên tục uh, trong tuần Spine, rồi uh, Berestove, đúng không ạ? Và cái khu vực phía biholoripka phía dưới. Và họ đang có ý đồ tiến lên cái khu vực này. Đấy. Còn Berestove, uh, VLC bây giờ chỉ còn hoạt động pháo của Nga vào thôi. Và Ukraine đã kéo quân đến để mà chấn thủ ở khu vực này. Và cầm chân được quân Nga ở đây. Bây giờ quân Nga đang đánh ở khu vực bên cạnh Và cũng không ai biết họ có cái gì ở đây Nhưng mà ở đây thì trông như này thì nó rất ngứa mắt Có nghĩa rằng là kiểu gì nó cũng có sự bùng nổ ở cái cánh này trong thời gian tới Nếu như Nga có một chiến dịch lớn ở đây Còn nếu không thì nó cũng chỉ là những cái sự giao tranh như mà gắt sắc khắp cái chiến tuyến này thôi Để cho khiến cho Ukraine mệt mỏi, bận tâm, đúng không ạ à, Gọi là mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác ở toàn hướng đô nhét này thì Ukraine qua thiệt hại thấp hơn, chỉ còn 150 binh sĩ thôi, có nghĩa là cũng rất thấp, à, có thể nói là thấp nhất từ 3-4 tháng này rồi, đúng không ạ. Ở trên tuyến trên chúng tôi cũng không ghi nhận được thêm, kể cả Makitka đang có giao tranh ác liệt, cũng không có thông tin gì thêm. Vâng, lên tít tên trên tận trên cũng không có thông tin gì trong đêm ngày hôm qua của chúng ta, có nghĩa rằng là có một cái sự im ắng... <laughs> nó đột ngột luôn đúng không ạ nó đang xôm tụ đang rầm rộ nhưng mà chỉ trong đúng cuộc chiến kia nó xảy ra cái thì ở đây nó cũng ngắt luôn nhưng mà ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó tạm ngắt thôi đúng không ạ nó tạm ngắt để mà phía nga chuẩn bị một cái gì đó ở đây nhiều người nói rằng là cuộc chiến này ấy cuộc chiến ở Israel xảy ra thì là điều mà phía nga mong muốn nhưng mà tôi cũng không nghĩ là hoàn toàn như vậy đâu nhiều người nói rằng hoàn toàn ủng hộ là là có lợi cho nga nhưng tôi nghĩ không phải như vậy bởi vì là bản chất của ukraine ấy, thì quý vị thấy là gì mình nói bản chất của nga đi là thời gian vừa qua họ đã gây thiệt hại rất nhiều cho ukraine nhờ những đòn tấn công của ukraine chứ không phải đòn tấn công của nga đúng không, quý vị cho nên là bây giờ cái cuộc chiến ở israel nó xảy ra thì ngay lập tức là phía ukraine họ quay về một cái thế phòng ngự thụ động có nghĩa là không có đánh kêu gào chửi bới cũng không ra đánh đúng không ạ và như vậy thì ukraine sẽ giảm bớt cái thiệt hại của họ một cách cực kỳ đáng kể. Trừ khi mà nga có kế hoạch tổng tấn công thì tôi không nói. Còn nếu như mà tất cả những ý đồ của nga là chỉ có dây dưa kiểu này ấy, thì có nghĩa rằng là họ sẽ không đạt được mục đích bởi vì ukraine lần này sẽ không ra đánh nữa, đúng không ạ? Giống kiểu Tư Mã Ý. Đấy và như vậy là bắt buộc quân nga lại phải tiến công một cách miễn cưỡng nào đó. Và tất nhiên đấy không lại không phải là cái điểm mạnh, đúng không ạ? Không phải là cái lợi thế của họ. Họ mất đi một cái nguồn tiêu hao của ukraine. Đúng không quý vị? Và Ukraine họ càng bình tĩnh phòng thủ thì họ có thể càng phòng thủ được nó, nó nó thuận lợi hơn. Tuy là họ sẽ bị thụ động, có nghĩa rằng nga sẽ tìm ra cách để chọc chỗ này chỗ kia. Nhưng về cơ bản thì toàn cái, cái 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 chiến trận trên toàn cuộc là nó sẽ không bị đe dọa bởi vì họ ở trong trạng thái bình thản, bình tâm. Đấy, chứ nó không như là kiểu là họ phải cố đi tìm một chiến thắng, chọc chỗ này chỗ kia để mà lấy le với lại thiên hạ. Đúng không quý vị? Đấy, cho nên đây là một cái mà tất nhiên là có nhiều cái nó có lợi cho phía Nga Nhưng cơ bản nó có một cái bất lợi lớn Mà chính bất lợi đấy là cái lợi thế của Nga trong suốt thời gian vừa qua Và rất có thể đấy cũng là một cái lý do khiến cho Nga cũng cảm thấy chưng hửng Đúng ạ, hai ngày đợi, à, gần đây, không phải hai ngày, một ngày Ngày hôm qua thì họ có cái vụ tấn công và đột phá ở đây cũng khá khá quan trọng Nhưng mà đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy có một cái sự im ắng như này Thì cũng có thể họ bị chưng hửng, đúng không ạ đấy chúng ta sẽ chờ xem như vậy là toàn bộ đấy là những thông tin liên quan tới chiến trận quý vị chỉ cần để ý tới diễn biến quan trọng nhất ở hướng Vuleda, đúng không ạ thì uh, thứ nhất đặc thù của nó là gì là nga đã tấn công nhưng mà họ giấu nhẹm thông tin đấy, đấy là cái đặc thù và thứ hai nữa là đây là cái đợt tấn công đáng kể có vẻ là cái mũi đợt tấn công xung kích quý vị ạ. Ở, ở trên là nó chưa xung kích quý vị nhé và đấy là lần đầu tiên đúng không ạ tức là không phải tấn công kiểu cơ hội nữa quý vị nhìn đấy là trước giờ toàn cơ hội với trên thôi thì có nghĩa là họ sẽ gặp một cái trở ngại nào đó mà cụ thể đó là cái bãi mìn giống như là Ukraine đã gặp trong khi mà họ tấn công vào khu vực của Nga. Nhìn chung thì cuộc chiến ở, ở Israel diễn ra như nào thì phía Nga họ cũng vẫn làm mọi thứ một cách nó đều đều thôi. Nếu như là không có những cái gì nó đặc thù đúng không ạ? Đấy, nó cứ đều, đều 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 đều, có nghĩa là ít nhất là các hoạt động tấn công tiêu hao, không tiêu hao trong dọ được thì tiến công tiêu hao chiến thuật, vân vân. Đấy, còn chúng ta không tính tới các cái khía cạnh à, à, nó lớn hơn Ví dụ như là các kế hoạch của họ thì bây giờ cũng không ai biết được đúng không ạ Không biết là chính ông Shoigu có biết hay không nữa đúng không ạ Chúng ta chỉ biết là ít nhất là có Putin À vâng Shoigu là người chuẩn bị thì rất nhiên ông phải biết rồi những người như là Shoigu, Gerasimov và Putin còn lại thì tôi nghĩ rằng những người khác cũng không biết là Nga đang định làm cái gì. Nghệ thuật đánh lừa là phải làm sao đánh lừa được cả những người bạn, tức là đánh lừa được quân mình Đúng ạ, thì lúc bấy giờ mày đánh mới gọi là nghệ thuật Thì quân địch nó mới tin Chứ còn đánh lừa quân địch không Mà lại bảo quân mình là tao chuẩn bị lừa đấy Thì nó cũng chưa phải là đẳng cấp Đấy, phải lừa được luôn cả người nhà cơ Có những thông tin về việc là Phía Mỹ Họ đã có ý định từ bỏ phát triển Cái dòng tăng Abram, tức là tăng hạng nặng Và cái việc này thì tôi nghĩ rằng Cũng hợp lý, đúng không ạ à, Nếu quý vị phân tích vũ khí ấy, Thì chúng ta thấy cái từ tăng có nghĩa rằng là nó là cái bị thịt đúng không ạ nó thu hút hỏa lực của đối phương nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là thu hút hỏa lực của đối phương còn tất nhiên cái sức công phá của nó cũng rất ác liệt nhưng mà nếu bây giờ người ta kết hợp cả hai cái đấy với nhau thì bây giờ nó rất là khó không chịu được đạn nữa đúng không ạ bây giờ làm cái gì có tăng nào nó chịu được một phát đạn chống tăng quý vị công nhận không ạ cùng lắm thì nó chịu được các phát đạn khác của xe tăng khác hoặc là các cái vũ khí không chuyên Chứ nếu như mà là vũ khí mà đúng để chống tăng thì cơ bản là đa số là nó sẽ không không bị chết thì cũng bị thương. Đấy, cái kiểu như vậy. Cho nên bây giờ những cái xe kiểu như Leopard, kiểu như là Abram hay là Challenger nó đã lỗi thời ở trên chiến địa. Tất nhiên là nó vẫn còn giá trị sử dụng quý vị nhé, nhưng mà nó không nó không tối ưu được nữa. Có nghĩa rằng bây giờ người ta phải làm ra một cái gì đúng với cái nghĩa tăng, đúng không ạ? tăng nếu mà quý vị nào mà chơi game thì có nghĩa rằng là gì nó là cái bị thịt nó là cái tăng cơ đấy đúng không tăng cơ là chỉ có hứng đòn thôi để cho mà những cái thằng sát thủ nó gây ra đòn sát thương đối với địch đấy thu hút hỏa lực và hứng đòn thì bây giờ cái xe tăng hiện đại này là nó làm nhiệm vụ hai nhiệm vụ mà nó đều không làm tốt thứ nhất là nó vừa thu hút hỏa lực nhưng nó lại vừa khai hỏa đúng không ạ cho nên bây giờ người mỹ nói rằng là họ sẽ có phương án chuyển sang thiết kế những cái xe tăng nhẹ hơn nhanh hơn rồi là nó hợp với mọi loại địa hình và khả năng sống sót của nó bằng cái tốc độ cơ động của nó cao hơn trên chiến trường. Đặc biệt là rút kinh nghiệm từ cái cuộc chiến Ukraine sau khi mà họ nhìn thấy những Challenger, những cái Leopard nó cháy rụi ở trên chiến trường. Và đấy cũng là một cái hướng mà theo chúng tôi, không chỉ Mỹ mà tất cả các nước khác họ sẽ phải nghĩ tới. đúng không ạ Họ sẽ phải thiết kế ra một là cái loại xe nào trên chiến trường có khả năng nhanh, nhẹ, nhỏ để gây thiệt hại tối đa cho xe tăng địch và trận địa địch nhưng mà họ cũng phải thiết kế ra một cái loại gì mà nó lì đòn nó nó không gây tổn thất lớn cho địch được nhưng nó lại có khả năng đỡ được rất nhiều các loại đạn để thu hút hỏa lực đối phương đấy ví dụ như những con xe tăng này mà nó nhỏ nó thấp hơn rồi nó giáp giếc nó dày đặc hơn nó che trước các thứ vân vân đúng không ạ thì nó đúng cái nhiệm vụ của các con tăng đấy có nghĩa rằng là tăng cơ đấy là chỉ có đỡ đạn thôi chứ còn đánh lại thì không ăn thua Hôm nay thì ông Zelensky cũng đã ký quyết định để mà phân bổ một cái nguồn ngân sách khổng lồ cho quân đội 21,6% GDP. Đây là một trong cái diễn biến khá lớn nếu mà đứng trước cái bối cảnh rằng là chính ông Joseph Borrell và phía Mỹ đúng không ạ, cũng đều ra những tuyên bố. Mỹ thì chúng ta cũng biết rồi, còn Joseph Borrell hôm trước thì hứa đủ thứ, nhưng mà ngày hôm qua thì ông nói rằng là vì phía Mỹ bây giờ đã cắt bỏ viện trợ như thế và chúng tôi không biết bao giờ họ mới mở lại, cho nên chúng tôi cũng sẽ quan sát cái động thái từ phía Mỹ. Còn chúng tôi cũng làm tròn nhiệm vụ với lại Israel, ơ, với lại Ukraine, với lại viện trợ hàng nếu tính ra thì bây giờ nó cũng tất tổng tất tần tật nó cũng đến hàng trăm tỷ rồi. Đấy, cho nên là bây giờ Ukraine sẽ phải đối mặt với một cái sự thiếu hụt về ngân sách quân sự. Bây giờ nếu chúng ta nhìn vào vấn đề tổng thể của cái xã hội chính trị của họ thì họ đang vay tiền ở đâu nhiều imf đúng không ạ imf mà vay tiền thì nó không đơn giản tất nhiên là đối với ukraine thì họ có những cái sự ưu đãi nhất định thời điểm này nhưng mà bây giờ ukraine không còn viện trợ nó dồi dào nữa tất nhiên còn rất nhiều quý vị nhé nhưng nó không còn dồi dào nó sông xanh như trước nữa thì có nghĩa rằng là cái ngân sách dành cho quốc phòng của họ đúng không ạ từ những nguồn uh, viện trợ đấy nó sẽ thụt giảm đi đáng kể bây giờ họ phải tăng cái ngân sách từ gdp nhưng mà tăng ngân sách từ GDP thì nó sẽ ảnh hưởng tới các vấn đề khác liên quan tới an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước rồi trả lương lậu vân vân. Từ trước đến giờ là Mỹ trả hết mà. Đấy thì bây giờ thì Ukraine phải tự lo và tự lo bây giờ thì họ chỉ còn mỗi cách họ tăng thuế thôi. Đã nói đến IMF thì nói tới chuyện tăng thuế chứ không bao giờ có chuyện giảm thuế cả. Đúng không ạ? Và bây giờ họ chuẩn bị một cái ngân sách kỷ lục là 21,6% GDP cho các cái tiêu pha liên quan đến quân sự vào trong thời gian tới và như vậy họ sẽ phải tăng thuế rất nhiều và nếu tăng thuế thì Ukraine sẽ vấp phải những cái sự kháng cự cực kỳ ác liệt từ phía dân chúng trong thời gian tới đúng không ạ năm 2022-23 thì Ukraine ngân sách quốc phòng gọi chỉ chiếm 18 GDP thôi 18% thôi đấy nhưng năm sau tăng lên 26 thì có nghĩa rằng họ tăng là bao nhiêu à, mình nôm na mình hiểu nó là tăng đến 1/3 đúng không ạ 1/3 còn Nga thì tăng tới 70%, nhưng rõ ràng là cái kế hoạch của Nga thì họ có một cái kế hoạch nó lớn hơn ở cái ngoài cái chiến trường của Ukraine. Để mà so sánh thì chúng ta thấy là Mỹ đã chi ra 3,5% GDP cho chi chi phí quốc phòng, Nga năm nay thì là 4%, đấy, còn uh, Trung Quốc thì chỉ có 1,5% thôi. Như vậy đấy sẽ là một trong những vấn đề cực kỳ lớn, bởi vì rõ ràng các tiếng nói liên quan tới vấn đề quốc phòng, an ninh của Ukraine bây giờ nó thao túng toàn bộ các cái tiếng nói khác. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là quên các chuyện xây dựng, quên các chuyện giáo dục, quên các chuyện văn hóa, văn hiếc đi, thậm chí cả y tế. Mà tiếng nói của những người từ phía quốc phòng, có nghĩa là quân đội và quân vấn đề an ninh sẽ được đặt lên hàng đầu. Nó có một cái ngân sách nó có tỷ lệ nó điên rồ như vậy. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là đất nước như vậy nó sẽ thiên hướng về cái hướng là nó quân phiệt hóa cả đất nước. Nó mới chịu được cái kiểu như vậy. Còn nếu không thì nó sẽ rất khó để nó tồn tại được lâu. Như quý vị nói rằng dạo này không thấy những hình ảnh video liên quan đến bắt lính vẫn nhiều quý vị ạ, nó còn nhiều hơn xưa nhưng mà bây giờ thì có cái gì để nói, cái đấy nó thành một cái nó nó quá hiện thực rồi đúng không ạ? Những hình ảnh chỉ cách quý vị một cái cú click chuột đấy thôi, những hình ảnh bắt lính rồi là đấm lính rồi lấy uh, súng đánh bắn súng đánh vào đầu những người đi, đi tuyển tiếc cãi kiếc vân vân nó nhiều lắm nhưng mà nó không còn cái ý nghĩa nào nữa. Có nghĩa rằng là không khí bây giờ thì nó đã vượt qua cái mức như thế rất nhiều rồi bây giờ ở Ukraine với cái việc suy giảm của sự hỗ trợ và cuộc chiến này leo thăng ấy thì nó cũng có đi một bị bị sao nhãng quý vị nhé nó có một cái sự sao nhãng thôi nhưng mà nó chỉ sao nhãng chỉ trong vòng một tuần là nó hết cái sao nhãng đấy bởi vì người ta phải đối mặt với ở nơi của họ đang diễn ra cuộc chiến nó còn lớn hơn cuộc chiến ở Trung Đông đúng không, quý vị cho nên là chắc chắn là những ngày tới nó cái nội ám ảnh nó quay trở lại chứ nó không thoát đi đâu được cả mấy ngày hôm nay thì chúng ta thấy là có rất nhiều những thông tin báo chí phương tây nói về việc là người Mỹ đang rất đau đầu à, bởi vì rõ ràng là với cái tiềm lực hiện tại của họ thì họ không thể nào trụ được cái việc phải hỗ trợ hai cuộc chiến liền một lúc đúng không ạ và bây giờ thì chính quý vị ở Việt Nam cũng cho rằng là Israel 75% cho rằng Israel quan trọng hơn Ukraine thì như vậy là cũng không còn nghi ngờ gì nữa nước Mỹ sẽ ưu tiên những cái viện trợ cho phía Israel thay vì Ukraine, đúng không ạ? Và nhiều người thì cũng nói nói rằng đấy thậm chí là còn một cái kế hoạch để người Mỹ còn đánh chống làng đúng không ạ? Và rút lui khỏi Ukraine cũng rất hợp lý chứ không phải là không. Bởi vì rõ ràng người Mỹ đang tìm một cái cái chiến lược để rút mà. Mà chiến lược đấy cái rút chỉ có mỗi việc là ông Zelensky cũng phải từ trước thôi. Mà cái việc đấy cũng khó đối với ông Zelensky, đúng không ạ? Cho nên là đây là một trong những cái kế hoạch mà tuyệt vời để người Mỹ có thể rút. À, rõ ràng thì dù sao thì ông Putin ông ấy cũng là một người bạn, đấy trong ngoặc kép với lại Benjamin Netanyahu và Putin có thể sử dụng tất cả những cái tình huống đúng không ạ ở cuộc chiến ở Trung Đông để mà có những lợi cho cho nước Nga trong cái cuộc chiến ở Ukraine. Nếu mà nhìn từ trên cao tức là cái mức độ tổng quan chính trị ấy, đúng không ạ thì là có lợi. Đấy còn chiến địa thì chúng ta cũng đã phân tích qua rồi còn phía mỹ thì luôn được coi là một đối tác ủng hộ israel vô điều kiện đúng không ạ không suy giảm gọi là có nghĩa là gần như nhưng chính trị gia mỹ họ nói rằng tấn công vào israel là tấn công vào mỹ như vậy rõ ràng là mỹ sẽ dồn tất cả những nguồn lực cho phía israel và như vậy thì trong thời gian tới rõ ràng là phía ukraine họ sẽ phải đối mặt với một cái sự thâm hụt đúng không ạ rất lớn liên quan tới các nguồn hỗ trợ mà như chúng ta đã nói rồi, nếu như Mỹ mà họ không ủng hộ nữa thì như cái lời của quan chức châu Âu thì nó chỉ là nói để cho chém gió thôi, là kể cả chuyện gì xảy ra chúng tôi cũng ủng hộ tới cuối con đường, đúng không ạ? Nhưng mà cơ bản thì người ta luôn nhìn Mỹ, nếu Mỹ không ủng hộ nữa thì bản thân EU cũng đang muốn tìm cách để rút mà. Thứ hai nữa là họ không thể thay thế Mỹ được, đúng không ạ? Cho nên tất cả những lý do đấy cho thấy là EU sớm muộn gì họ cũng rút. Mặc dù bây giờ người Mỹ nói rằng là đang chuẩn bị gói trăm tỷ đô cho Ukraine. Nhưng mà những cái đấy nó cũng mang tính chất là gọi là nho xanh thôi. Cũng khó trở thành hiện thực tại thời điểm này. Và như vậy là cả EU, đúng không ạ? Cả Mỹ đều thấy một cái điểm rằng họ đang uh, muốn rút tất cả những cái, tức là cắt lỗ trong cái dự án Ukraine. Vâng, chúng ta sẽ đến với lại cái video uh, cuối cùng trong bản tin Ukraine, phần uh, Ukraine ngày hôm nay ông Zelensky ông ấy phát biểu rằng là chúng tôi có tất cả các dữ liệu và nguồn tin để cho thấy rõ ràng nga là người muốn phát động cuộc chiến ở Trung Đông vì người nga muốn tìm kiếm nguồn nguồn cơn của những đau khổ đau đớn của nhân loại và làm suy thoái sự thống nhất toàn cầu làm sâu sắc hơn sự suy uh, chia rẽ và hận thù và xung đột sắc tộc và giúp người Nga hủy diệt sự tự do ở châu Âu. Đấy, nguyên văn của ông, ông ấy là một cái người dùng văn cũng rất là tốt, sử dụng một cái câu phức hợp hơn cả Putin đúng không ạ? Tiếp theo ông nói rằng là nguồn tin của chúng tôi cho biết là người Nga đang tích cực chuẩn bị trong việc là hình thành và thôi thúc một cuộc chiến ở Trung Đông. Vâng, như vậy là ông ấy nói rằng là chúng tôi có nguồn tin Uh, và thứ hai nữa là dữ liệu rõ ràng Đấy, nhưng mà không nói rằng dữ liệu và nguồn tin ấy ở đâu uh, có thể là từ phía mồm của budanov đúng không ạ Đấy, mà không biết budanov bây giờ có, ở đang ở đâu và một lần nữa lại là putin đúng không ạ lỗi của thế giới hiện nay đều là putin vâng trong thông điệp của ông thì ông uh, viết chữ uh, nga chữ Russia cũng không có dấu hoa ở đầu có nghĩa là putin bây giờ đã À, nước Nga đã bị Ukraine gỡ bỏ chữ Hoa ở đầu rồi quý vị ạ. Chữ Nga bây giờ là giống kiểu là thiên Nga, chứ không phải là Nga nữa, Nga ngố nữa. Vâng, và đấy chính là một cái thông điệp của người đứng đầu nhà nước Ukraine, đúng không ạ? Và tất nhiên cũng không ai ngạc nhiên, bởi vì ông ấy đã đi đến cái mức độ nó quá thấp như thế này. Vâng, và như vậy là chương trình khá dài và khá muộn. Chúng tôi sẽ quay trở lại cái chương trình bình luận vắn tắt diễn biến ở trung đông sau một trong một cái video tách rời ngay sau đây một vài tiếng đồng hồ còn tạm thời chúng ta sẽ chia tay trong cái chương trình liên quan tới bình luận chiến sự ukraine ngày hôm nay với những thông tin liên quan tới mặt trận uleda rất đáng lưu ý đúng không ạ tất nhiên là chúng tất cả những dấu hiệu nó chỉ là dấu hiệu chúng ta bình luận trên dấu hiệu quý vị nhé và chúng ta chém gió đúng không ạ chúng ta phán trên dấu hiệu thôi chứ còn nó diễn ra hay không nó là tùy ý trời tùy ý putin và những thông tin trên mặt trận chính trị thì chúng ta thấy là Ukraine đang phải đối mặt với những vấn đề rất là khó khăn liên quan tới sự cắt giảm nguồn viện trợ, đúng không ạ? Cũng như là những cái cáo buộc của Tổng thống Zelensky đối với lại vai trò của Putin và nước Nga trong cuộc chiến ở Trung Đông. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Và chúc quý vị có buổi trưa ngon giấc, ngon miệng.